Tinh dầu hoa anh thảo được chiết xuất từ hạt của loài hoa này. Về nguồn gốc, hoa anh thảo là loài cây bản địa của châu Âu. Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Nó cũng mọc ở một số nước châu Á khác. Cây nằm trong họ thực vật hoa báo xuân. Còn được gọi là hoa dạ anh thảo hoặc hoa anh thảo muộn. Cái tên hoa anh thảo bắt nguồn từ đặc tính của loài hoa này. Vì nó chỉ nở vào ban đêm còn ban ngày bông hoa sẽ hướng về phía bóng dâm. Về màu sắc hoa có màu sắc đa dạng từ đỏ hồng tím đến trắng vàng tuy nhiên loài hoa anh thảo với những bông hoa có màu vàng rực rỡ thường gây chú ý hơn cả để thu được tinh dầu hoa anh thảo người trồng sẽ đợi những bông hoa tàn khô hẳn tiến hành thu lấy hạt để ép dầu đến thời điểm hiện tại dầu hoa anh thảo đã được sử dụng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới đồng thời nhiều công ty chuyên về thực phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng cho ra thị trường các sản phẩm từ dầu hoa anh thảo công dụng của tinh dầu hoa anh thảo 1. Làm sạch mụn, hạn chế tổn thương trên da. Acid gamma linolenic trong tinh dầu hoa anh thảo có khả năng trị mụn một cách hiệu quả. Cụ thể, theo các chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp thì axit này có thể giảm viêm da. Giảm số lượng tế bào da bị tổn thương. Nó cũng giữ ẩm để làn da của bạn được mịn mang. Tê trẻ. 2. Phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tràm. Một số quốc gia trên thế giới đã công nhận việc dùng dầu hoa anh thảo để điều trị bệnh chàm một dạng viêm da xuất hiện khá phổ biến. Đặc biệt nghiên cứu thực tế đã chỉ ra rằng axit gamma linolenic trong dầu hoa anh thảo có thể cải thiện lớp biểu bì của da. Qua đó, giúp giảm bớt các triệu chứng của bệnh tràm. Dù kết quả của nghiên cứu này còn nhiều tranh cãi nhưng cũng đủ để chứng minh rằng người đang bị bệnh tràm hoàn toàn có thể thử điều trị tại nhà một cách an toàn bằng dầu hoa anh thảo. 3. Giúp làn da luôn mịn màng, tươi trẻ. Hiện tinh dầu hoa anh thảo đang được bày bán trên thị trường dưới hai dạng chính. Một dạng dùng trực tiếp trên da và một dạng dùng đường uống. Và một nghiên cứu được thực hiện năm 2005 đã chỉ ra rằng, việc bổ sung dầu hoa anh thảo qua đường uống sẽ giúp làn da của bạn trở nên mịn màng, tăng cường độ ẩm, độ đàn hồi, tạo kết cấu vững chắc và cải thiện các dấu hiệu của sự mệt mỏi trên da. 4. Giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt trước mỗi lần có kinh nguyệt, phụ nữ thường thấy các dấu hiệu rõ ràng về mặt thể chất hoặc tâm trạng. Nếu các dấu hiệu này xuất hiện thường xuyên, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống thì nó sẽ được gọi bằng một thuật ngữ là hội chứng tiền kinh nguyệt. Dầu hoa anh thảo sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi một số chất hữu ích trong cơ thể như prostaglandin E1 để ngăn không xuất hiện các triệu chứng khó chịu này. 5. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu được thực hiện năm 2014 trên chuột đã chỉ ra rằng. Tinh dầu hoa anh thảo có khả năng chống viêm, giảm lượng cholesterol trong máu. Do đó, nó được xem là giải pháp để giảm nguy cơ gây bệnh tim và ngăn không cho bệnh tim trở nên nghiêm trọng. Vì hầu hết những người bị bệnh tim đều bị viêm trong cơ thể. 6. Giảm các cơn đau xương do viêm. Viêm là nguyên nhân hàng đầu gây đau nhức xương khớp. Ví dụ như viêm khớp dạng thấp là một chứng rối loạn viêm mãn tính và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng axit gamma linolenic trong tinh dầu hoa anh thảo có khả năng làm giảm viêm một cách hiệu quả. Do đó, nó cũng hỗ trợ điều trị cho các chứng bệnh do viêm như viêm khớp dạng thấp mà hoàn toàn không gây ra các tác dụng phụ không mong muốn. 7. Giảm đau dây thần kinh. Tiểu đường và một số bệnh lý mãn tính nguy hiểm khác có thể dẫn đến biến chứng là bệnh thần kinh ngoại biên. Bệnh có nhiều triệu chứng nghiêm trọng như tê tay, ngứa ran, yếu đuối, nhạy cảm với nóng hoặc lạnh lâu ngày bệnh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bệnh nhân rất may bạn có thể giảm triệu chứng hỗ trợ điều trị bệnh thần kinh ngoại biên đơn giản bằng dầu hoa anh thảo cụ thể việc dùng các sản phẩm dầu acid linoleic như tinh dầu hoa anh thảo sẽ bổ sung dưỡng chất làm giảm triệu chứng đau dây thần kinh hiệu quả